10 ngày em ăn toàn ăn bún cả. Thế à, thế thì yếu. Không ăn được. Yếu cơm, người. Cơm ăn ăn cơm no lắm. Khó chịu lắm. Bây giờ là đi tiết mục bánh bao bánh gai nào. Đúng rồi, về tiêu tiền cho Nam Định nhỉ. Đúng rồi, tốt thế quá. Nhau phát triển chứ. Đây này nhà bà, 100 bà thi đây này. 100 chỗ nào cũng mà thi ghét ghê. Đây 98 đây rồi. 100 kia chứ. 190. Đây mua 104 đây. Ơ thôi lại luôn đây. Hàng bạc không phải hàng bạc là 102. Không, lần trước mình vẫn mua này, bông mua. Không, không được rồi, thế nào, nó bây giờ nó như nhau hết. Cứ mặt ai mà trông hiền lành tử tế mà hiện thì mình mua thôi. Thôi, đấy cô có thái xuống. Chỗ kia ghi là 100 trấn gạo. Đâu? Kìa kìa. Đâu? Kìa kìa, 100 trấn đạo với kìa. Chính hiệu, hàng nào cũng chính hiệu kìa. Đấy, cho chính hiệu. À kìa, 100 chính hiệu với kìa. Này nó xuyên sang bên phía bên phố Hàng Thiếc nhà mình đấy. Một trăm cái kia đúng rồi. Giờ nó xây dựng nhiều quá nên không phát hiện ra được. Phúc thích cái lạp sườn đây à? Em ăn thấy ngon. Ngon à? Mua một cân à? Một cân ạ. 100 một cân à? Vâng. Thế tí nó quay lại mua thêm cho bố 1-2 cân. Sao thế? Hả? Bố dạ, cũng mua về ăn đấy. Vâng, cái lạp xưởng tươi nó ăn nó hay hơn là xúc xích. À thế à? Bởi vì mình ăn nó đậm thịt hơn mà ừ. Nó lạp xưởng nó Việt Nam. Ừ. Con thích ăn lạp xưởng tươi. Đấy lạp xưởng tươi gì? Vâng, chứ ừ. Nó không phải xúc xích. Ừ. Mình mua mình nhớ cái cửa hàng xong rồi là lần sau mình về ấy. Ừ. Mình muốn mua nữa thì mình lại mua. Ừ. Biết cái địa chỉ rồi thì mình yên tâm. Ở Nam Định hàng họ ngày xưa là rất nhiều người Hoa Kiều ở đây. Nên họ nấu nước mắm cũng ngon lắm. Vâng, những cái nước mắm của Nam Định ngày xưa của cái nhà thằng bạn Lưu Tẩy Tẩy. Nhà nó xấu, hóa ra nó nấu toàn bằng xương lợn, xương lợn đốt. Thấy đống cái từng bể một toàn là xương đốt mà nó làm ra được nước mắm thì chẳng nhường làm cái nước xì dầu, nước gì, tàu hũ gì đấy. Nó có mấy cái chữ tàu mà. Vâng. Tàu hũ hay cái gì đấy, quên tên rồi. Đen đen mà ngon lắm. Rất ngon. Hóa ra nhà ông ấy toàn là các cái xương lợn đốt thành than. Xưa bố nhớ không, đi mua cái bánh này về hồi bông Lệ Phúc còn nhỏ. Ừ. Bông ăn xong bông cứ bảo cái bánh bẩn bẩn. Không nhớ được tên bánh gai. Ừ. Bảo bánh cho con cái bánh bẩn. Bê cái gì nữa thì bê nốt đi. Chết nó mua được nó mang về không, ăn.
Nhưng mà thích ăn thì là háo hức vậy nữa hay. Ê, nó thích ăn, bọn này nó ăn nó cũng... ăn vặt nó quen rồi. Nhưng mà Thái biết không? Ngày trước mà hồi Bông với Phúc nó còn bé ấy. Anh cứ đi mua, anh với lại chị Dung mua bánh gai ở đây này. Về thì nó ăn thì nó cứ kêu là cái bánh bẩn. Cái bánh tên là bánh trưng bẩn. Chỉ ăn mỗi một đen. Ờ. Tức là nó không đặt, không gọi, không nhớ được cái tên ấy. Nó đen, nó không nhớ được cái tên nên là cứ gọi tắt ấy. Thành cái bánh trưng bẩn. Bây giờ lại quay lại cái chỗ gì nhỉ? Lê Hồng Phong, cái chỗ mà bố muốn mua thêm lạp xưởng cho bố. Phải dán nhất hương cho quay vào đi sống. Nó phải dán hoặc luộc hoặc hấp. Luộc á? Dán ngon nhất. Dán ngon nhất. Dán nó giòn, vỏ bên ngoài. Thơm ngon. Thái còn nhớ cái chỗ kia là cái hàng phở mộ dịch kia bây giờ thành ra. Rồi đấy, phở thịt lợn đấy. Nói bây giờ thì chả ai ăn nhỉ? Ừ, chẳng bây giờ chẳng không nhìn cái bát phở thịt lợn đến đâu nhỉ? Nó như kiểu bánh đe với thịt lợn. Có, ấy nhỉ? Có. Ở chợ quê anh ơi. 10.000 nó bán. Yeah, bây giờ, đây này, bây giờ nó thành. Ôi hôm lên trên Thái Nguyên ấy. Đi chợ trên Bắc Giang ấy. Chợ Thái Nguyên ấy, con hà nó chả bán là gì. À, đấy, vẫn còn đúng không? Thịt. Đây, cái hàng nào đây? Thái bỏng ra này, số, rồi giết các kiểu. À, phía bên này. Rồi giết các kiểu. Phía bên này vườn. Con đậu đây chẳng là đậu. Mấy cân ạ? 3 cân. 3 cân này bố. Cái gì? Mỗi cân 100 mà. Vâng. Ừ. Nó còn hạn sử dụng nó chứ, xem như nào. Có nhiều thật không để được lâu. Không để được lâu à? Thôi được rồi. Để ăn nào nhé. Anh mua đi, mua nhiều đi, em lấy một gói. Ờ, Phúc Thái lấy một gói đúng rồi. Để nhiều nó khó chịu. Đúng rồi. Nước mắm các thứ ở đây đặc sản luôn đấy hả? Sao? Hay là không tin được? Không tin. Này nhà ông Tuấn luôn đây này. Ông Tuấn trên này này. Tuấn bạn anh Tuấn Long ấy. Tuấn bạn anh Tuấn Long là Tuấn nào? Tuấn làm ở đường sắt ấy mà. Thì Thái không biết. Thái không biết. Ông làm ở đường sắt, chạy suốt ngày chạy đường sắt. Xưa cái Tết lên đây là sập sình ở trên này. Hình như là đúng cái đường này đi lên nhờ. Đường này là phải đến tiếng rưỡi rồi. À. Hôm qua cũng ăn cơm thì cũng 1 giờ mới ăn cơm. À bố ơi, có thấy con đấy bảo là cũng con táo lại là phải làm trước 11 giờ quá. Thế à? Năm nào nhà mình các cụ cũng phải đi muộn, thôi đi muộn. Trước 12 giờ. Như này nếu đúng ra thì là trong vòng cái giờ ngọ là tốt nhất. Là ngọ tức là từ 11 giờ đến 1 giờ. Ai nói nó cũng cứ nói. Cứ nó một kiểu, cười như kiểu gì. Giờ ngọ là giờ lên đi được thông đường. Cô cái đấy là hơi dễ đấy. Cô gái là cô thì là đến đâu thì hay đến đó đấy. Nghỉ lễ bài.